Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ. Hôm nay thì mình sẽ quay cho bạn một con diều rơi quỷ. Đấy, hôm nay là mình cõng cho nó một bộ còi vắt các bạn nhá. Trước là mình chơi cũng chơi một con này nhưng mà con đấy là nan vàng. À, khung của nó là đợt đấy là nan vàng hay nan tím nhỉ? À, cũng là nan tím nhưng mà thanh dương của nó là nan vàng. Đợt này là mình lại chuyển thành nan tím cho nó đẳng cấp luôn các bạn nhá. Bởi vì nan tím mình thấy là nan tím nó cứng hơn, nó chắc hơn. Đấy, đây cho các bạn xem review nguyên một con diều rơi quỷ đây nha. Mình sẽ đặt xuống đây, mình sẽ review từng chi tiết cho các bạn xem. Đấy, một con diều rơi quỷ căng đét đẹt luôn. Cái con từ trước mình bán thì nó cũng căng thế. Đấy, cái này là mình test một phát là chưa đâm đụng gì đâu các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, chỗ này mình buộc cực kỳ chắc luôn, mình buộc làm sao để cho nó giữ được nguyên một cái cụ khung. Đấy, đã chắc luôn. Đấy các bạn nhá, đó bên dưới này mình buộc cái phần đuôi nó cũng phải được căng và bóng, ok chưa? Đấy, nó phải căng bóng và liều lên mới chuẩn các bạn ạ. Tiếp theo là một bộ còi vắt 5 quả. Đợt trước là 7 quả thì quấn liều, đợt đấy là mình hay chơi nè. Liều đợt trước là quay là một con diều truyền thống đấy. Đấy, nhưng mà cõng diều truyền thống thì ở quá. Thế là mình cõng vào một bộ này nên cái diều này thì nó mới hợp lý các bạn nhé. Hợp lý luôn. Trên này thì quấn Amiyang. Đấy, bên trong này thì mình sẽ rút khung ra cho bạn xem nhé. Quân ơi, đưa ra. Khung ở bên trong này cơ, không. Đây các bạn này, cho bạn xem cái khung này. Đấy. Đấy, bên trong này là khung mình quấn chỉ Amiyang luôn nhá. Quấn Amiyang cho nó nét các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn từ xa cái này nó không lấy được cận nét. Đấy. Ok, mình đã quấn xong thì giờ mình sẽ nắp vào. Mình quấn xong cái này cắm vào vậy thôi. Sau khi mà cách nắp ghép thì nó cực kỳ là dễ luôn. Các bạn nào muốn xem cách nắp ghép thì các bạn có thể lướt lên trên video của mình nhá. Còn cái diều này gần như là mình thấy cảm thấy nắp ghép rất là dễ luôn. Với một bộ sáo cuốn chỉ tím nha các bạn nhá. Chỉ tím này. Đó. Miệng này miệng gỗ mít. Đấy, cái đoạn này vân đẹp chưa này các bạn này. Đấy, bên này cơ, bên này đẹp hơn. Đấy, vân này gỗ này. Loại gỗ ngon đấy. Chuẩn hạng mít thôi nhá. Đấy, giờ mình sẽ bay con diều này cho tất cả bạn xem. Đấy, bên trên này đáng nhẽ phải có một cái đầu bịt nhưng mà mình đi tìm cái đại bé bé nó lại không có. Đấy, nhưng mà không sao. Chơi kiểu này giờ mình hất lên luôn cho các bạn xem nhá. Không cần phải ai đâm cả. Quân có tin không Quân? Không biết là phải đi rồi. Hất lên hất bay luôn. Mình đang giật hất lên luôn nhá. Nhìn này, quay con diều. Yeah, đây chỉ là khởi đầu thôi. Nhìn nè, quay nhìn nhá. Giờ anh sẽ hất thật cho mà xem này. Chỉ biểu diễn một lần duy nhất thôi nhá. Mình sẽ cho các bạn xem cái cách giật diều của mình một phát lên luôn. Bởi vì con diều này nó rất là dễ lên rồi nên là mình chỉ cần giật một phát là lên luôn các bạn nhá. Đây con này, đứng ở góc đấy nhá. Giật luôn phát lên luôn nhá. Con này sẽ quay bình thường nhá. Con này kéo hắt lên tận đầu luôn mà nó không xuống nữa các bạn. Đây cho các bạn xem. Đây nhá, nhìn dây các bạn nhìn chỉ tầm này thôi. Nhìn thả diều rất là dễ các bạn. Nhưng thực chất là nếu không biết thả thì nó lại là khó.
Đây. Nhưng con này của mình dễ lên ạ. Cứ buông dây thôi. Cứ buông dây làm sao đừng để cho nó buông không mày nó gấp tay. Con này nhìn này con này. Con cá thử không? Từ từ đợi anh, để anh thả ra cho nó cao cao tí. Cõng thêm bộ còi vắt nữa đấy cho các bạn xem này, diều lên đỉnh cao rồi nha. Quân 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 ơi. Từ từ cầm. Cầm cứ cầm cái máy quay đã. Cầm máy quay để anh thả đã. Anh thả dài dài ra tí cho cầm. Đó, con này mấy bạn tầm khoảng độ lớp 5 trở nên là có thể chơi con này các bạn nhá. Lớp 5 trở nên kéo con này là quá nhẹ nhàng luôn. Anh mau cầm nhé. Ok các bạn ơi. Thì đây cho bạn xem này. Tay mình nhá, trên kia cũng có một con diều. Đó. Ôi chết con này. Ui ôi. Nên bỏng quá các bạn ơi. Nên bỏng lại không có gió. Ở trước mình gió nó đều lắm. Tầng trên nó lại có gió mà tầng dưới nó không có gió. Thôi không cần đeo găng tay đâu, trượt đấy. Đeo găng tay mình trượt đấy. Cái này có gì mà kéo. Đây các bạn ơi. Nó nên bỏng lắm chứ nó không như con diều khác nha. Nó nên bổng thực sự luôn, mấy con trong nhà cũng thế. Mai mình sẽ làm một cái video thả phát tầm chủ nhật, đúng rồi, mai là chủ nhật đúng không? Mai chủ nhật mình sẽ làm một cái video thả phát 5 con cửa đỏ sao vàng cho đẳng cấp bầu trời luôn các bạn nhé. Test từng con một cho các bạn xem là diều mình làm nó nét đẳng cấp như thế nào. Bạn nào đặt diều bên mình các bạn đã biết rồi. Chơi cứ phải gọi uy tín đi lên nhá. Này, kéo đi Quân. Đấy, em mình học con lớp 3. Kéo diều này quá là nhẹ nhàng luôn, đúng không Quân? Quân tí ra cắt tóc rồi nha. Đọc lại lập phết rồi. Ok không? Đâu kéo nè. Cái này kéo nhẹ không? Đấy, combo mua thêm cả dây nữa các bạn nhá. Mua thêm cả dây nữa này. Dây này là dây kiểu như là dây hạng dây em của dây Amiyang. Anh của dây dù Manai. Chắc hơn cả dù Manai đấy. Dù Manai. Cái này này mình thấy nó bền lắm. Quân này kéo đi Quân. Ok, kìa, cầm đâu? Đâu vãi trưởng. Cầm đây, cầm đây. Thằng em mình nó không biết kéo các bạn. Lôi rồi các bạn ơi. Mẹ cay các bạn. Nó mà vập vào sắt rồi thì còn cái nịt thật. Đúng cái nịt luôn. Mẹ đang lên cảo. Mình thấy cái này nó cắn đầu, mình tưởng nó rơi vào nhà người ta, mình mới thợ. Mình cảm thấy sợ chứ còn. Con này giờ bay lại các bạn nhé. Thế mà kì. Đi kìa. Đấy các bạn ạ, thì sáng nay gió nó cũng không có nhiều nên là mình thả cái con này nó. Rồi xong em mình cầm vào nó phát là nó bị
kiểu như là nó đang lửng đầu ấy, nó lên cao này, nó lên cao nó không có gió, nó thế còn gió to nó cứ chơi cho mình các bạn nhé. Con này giờ có khi không có gió mình kéo xuống luôn, giờ mình sẽ kéo xuống mình bắt tận tay cho các bạn xem con diều này nhá. Vừa xong rồi máy quay vỡ một bên cường lực, lại phải thay cường lực, thấy chưa? À? Quay đây, quay con diều. Đỉnh đầu rồi. Mạnh cái diều cái gì đấy? Ôi. Diều chất đấy. Cái diều này của mình nó nên bảo vỡ bạn. Quân tin con này anh bắt tận tay không Quân? Quân tin à? Không thương anh thế à? Mày thích khinh thường anh không? Anh kéo tận tay cho chàng nha. Giờ mùa đông rét vãi trưởng. Mùa đông rét này các bạn nên mặc áo ấm đi thả diều nhá. Có khi thả diều ấy nóng không cần. Cứ thả diều nóng mà không cần mặc áo ấm tí đâu. Đấy, sao các bạn nghe sáo của mình kêu đẳng cấp không? Kêu quá, kêu có to luôn. Đó, con này mình sẽ bắt tận tay nhá. Quân này, nhìn này. Chinh phục một lần duy nhất đây nhá. Đấy, cây ở tận tay chưa? Uy tín chưa? Đều đẳng cấp luôn nha. Đó, ok. Một con diều hàng siêu phẩm. Các bạn nào ưng ý con này thì hãy nhắn tin qua Zalo cho mình nhá. Nhưng mà con này mình bán rồi. Bạn nào cần thì mình vẫn đặt về, mình đặt cho mình làm cho các bạn. Nguyên một con như thế này. Mình đặt là mình đặt khung mình làm các bạn nha, tay mình làm. À, tay mình làm, hôm nào mình phải làm cái tem Đức Quang Vlog của đây đi. Tôi mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Bán con diều, mỗi lần bán con diều đi lại cho gác lại cho chủ mới cảm thấy rất là hài lòng các bạn nhé. Ok thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình. Đấy, bạn nào muốn mua diều to cỡ nào hay là diều bé mini thì hãy nhắn tin qua Zalo cho mình theo số 0563039359 mình ghi ở trên màn hình này thì các bạn nhấn vào để mua nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye bye.